Chào thầy và các bạn, em là Minh Mẫn đến từ lớp Mẫn Nghi. Hôm nay em xin trình bày về Reviopia và trả lời câu hỏi của thầy đặt ra là: hiện nay với phương pháp LASIK surgery có thể khắc phục Reviopia hay không? Thì trước khi vào bài, em xin nói sơ về một số thuật ngữ. Thì đầu tiên, myopia là cận thị, hyperopia là viễn thị, astigmatism là loạn thị và Reviopia là lão thị. Thì cả ba cái này đều là tật khúc xạ khá phổ biến mà con người có thể mắc phải lúc trẻ do di truyền hoặc do môi trường sinh hoạt và làm việc thiếu khoa học, cộng với việc tiếp xúc với các thiết bị công nghệ thường xuyên và liên tục. Thông thường độ tuổi dễ mắc phải là từ 8 cho tới 12 tuổi. Còn về lão thị, đây là một tật khúc xạ khá đặc biệt, trong đó tình trạng của mắt sẽ giảm khả năng nhìn gần do tuổi tác. Đa phần những người từ 40 tuổi trở lên đều sẽ mắc phải Reviopia. Thì nguyên nhân chính của Reviopia đó chính là lão thị, là do sự lão hóa của thủy tinh thể khiến nó mất dần sự đàn hồi, từ đó giảm khả năng điều tiết mắt khi nhìn gần. Còn khi nhìn xa, mắt không cần điều tiết nên người bị lão thị vẫn nhìn rõ được vật ở xa. Về triệu chứng của Reviopia, thông thường hay gặp nhất đó chính là mỏi mắt và nhức đầu sau khi đọc sách hoặc làm những công việc gần mắt, gặp khó khăn trong việc đọc chữ in nhỏ và dễ mỏi mệt khi làm những công việc gần tầm mắt, thường phải cần ánh sáng nhiều khi đọc sách và thường có thói quen giữ những tài liệu hoặc sách báo ra xa bằng khoảng cách cánh tay, thường có những vấn đề về tầm nhìn trong việc nhìn và tập trung những vật ở gần và có thói quen hay nheo mắt. Về cách khắc phục thì đơn giản và hiệu quả nhất đó chính là đeo kính lão. Hiện nay có 3 loại kính lão. Đầu tiên là Reading Glasses, là loại kính giúp cải thiện khả năng nhìn gần. Tuy nhiên phải tháo kính ra để nhìn rõ các vật có khoảng cách xa, nên loại kính này chỉ thích hợp với những người thường xuyên đọc sách báo và tài liệu. Loại kính thứ hai là Bifocal Glasses, hay là kính hai tròng, là loại kính mà phần trên sẽ giúp cho mắt nhìn rõ được vật có khoảng cách xa, trong khi phần dưới sẽ giúp mắt nhìn được ở vị trí gần. Tuy nhiên, người bị lão thị sẽ không cảm thấy thoải mái khi muốn đưa vật lại nhìn gần hoặc xa. Họ phải ngước đầu lên hoặc cúi đầu xuống, cho nên kính này không được phổ biến. Cuối cùng là lựa chọn phổ biến nhất, Progressive Glasses, hay còn gọi là kính đa tròng. Ưu điểm của loại kính này là giúp người lão thị có thể nhìn rõ nhiều khoảng cách gần xa hoặc trung gian một cách thoải mái mà không cần phải di chuyển hay là tháo kính. Một ưu điểm khác nữa đó chính là thích hợp cho những người vừa bị mắc lão thị vừa bị mắc các tật khúc xạ khác. Bên cạnh việc đeo kính thì có thể khắc phục lão thị bằng điều trị phẫu thuật được hay không? Thì hiện nay, phương pháp LASIK surgery được dùng khá phổ biến trong việc khắc phục các tật khúc xạ. Vậy LASIK là gì? LASIK eye surgery is the best known and most commonly performed laser refractive surgery to correct vision problems. Laser-assisted in-situ keratomyelosis. LASIK can be an alternative to glasses or contact lenses. Thì phẫu thuật điều trị mắt LASIK được biết đến và khá phổ biến trong việc sử dụng điều trị tật khúc xạ bằng tia laser để điều chỉnh những vấn đề về tầm nhìn. Thì LASIK có thể là phương pháp thay thế cho mắt kính và kính áp tròng. Thì phương pháp đầu tiên đó chính là Monovision LASIK. Với phương pháp này, một mắt khỏe hơn sẽ được điều chỉnh để tầm nhìn xa, trong khi mắt còn lại sẽ được điều chỉnh để tầm nhìn gần. Tuy nhiên, điểm hạn chế của phương pháp này không phải ai cũng thích nghi được. Bệnh nhân cần đeo kính áp tròng dưới dạng Monovision theo chỉ định của bác sĩ để chắc chắn thích nghi được trước khi phẫu thuật. Nếu thích nghi được, người bị lão thị sẽ nhìn được bất kể khoảng cách mà không cần phải đeo kính. Phương pháp tiếp theo đó chính là Refractive Lens Exchange, hay còn gọi là kính nội nhãn. Đây là phương pháp phẫu thuật khá giống với phương pháp phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể. Thủy tinh thể của bệnh nhân sẽ được thay thế bằng một thấu kính nhân tạo Artificial Intraocular Lens. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân sẽ có tầm nhìn gần và xa rõ ràng. Điểm mạnh của phương pháp này đó chính là có thể khắc phục được cataract. Tuy nhiên, phương pháp này có thể có tác dụng phụ. Thì một trong những tác dụng phụ đó chính là bị bong, bị rách
võng mạc. Thấu kính có thể bị lệch ra khỏi vị trí ban đầu. Và phương pháp này không thích hợp cho những người bị tăng nhãn áp. Sau khi phẫu thuật có thể bị nhiễm trùng hoặc là chảy máu bên trong mắt, bị sụp mí, hoặc là có những triệu chứng mang ánh hào quang, bị nhòe, tầm nhìn bị mờ. Và phương pháp cuối cùng đó chính là Near Vision Conductive Keratoplasty. Thì khác với phương pháp phẫu thuật LASIK, đây là phương pháp sử dụng sóng vô tuyến để thay đổi hình dạng giác mạc nhằm phục hồi tầm nhìn gần. Phương pháp này khá thích hợp cho những người có tầm nhìn gần đều gặp vấn đề, đặc biệt là bệnh nhân vừa bị viễn vừa bị lão thị. Vì phương pháp này không sử dụng laser để phẫu thuật nên không xảy ra biến chứng đáng kể. Tuy nhiên phương pháp này chỉ mang tính tạm thời, sau một thời gian mắt vẫn sẽ bị ảnh hưởng và phải đeo kính để nhìn rõ vật có khoảng cách xa. Vậy quay trở lại với câu hỏi đầu bài, với các phương pháp LASIK surgery có thể khắc phục presbyopia hay không? Câu trả lời là có. Với ba phương pháp vừa kể trên thì ta có thể khắc phục được presbyopia. Tuy nhiên, cách khắc phục hiệu quả nhất vẫn là đeo kính lão. Trong trường hợp phẫu thuật là lựa chọn cần thiết cho những người bị mắt lão thị sớm, thì cần phải đảm bảo nhu cầu về sức khỏe cũng như ý kiến của bác sĩ chuyên môn để đạt kết quả tốt nhất nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống. Em xin hết. Cảm ơn thầy và các bạn.